Vừa qua, tại báo cáo hội nghị trực tuyến về thực hiện nghị quyết 46 của Bộ Chính trị trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, Bộ Y tế cho biết, so với năm 2010, tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân năm 2015 tăng thêm một bác sĩ, đạt mức 8 bác sĩ trên 10.000 dân. Số dược sĩ đại học trên 10.000 dân năm 2015 cũng tăng gấp đôi so với năm 2010. Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ làm việc đạt 80%, tăng 10% so với năm 2010. Tuy nhiên, hết năm 2015 vẫn còn 40% trạm y tế xã phường chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế, 25% dân số chưa có bảo hiểm y tế. Về tuổi thọ trung bình của người Việt, Bộ Y tế cho rằng năm 2015 sẽ đạt 74 tuổi, tăng 2 tuổi so với năm 2010. Song, điểm yếu về tuổi thọ của người Việt là tuổi thọ khỏe mạnh chỉ đạt trên 60 tuổi. Ở giai đoạn này, nhiều người mắc trung bình từ 2 đến 3 bệnh.